Chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em vừa đi tuyển một bé chim ba vụ, chim của núi đá Lạng Sơn anh em ạ, bộ siêu khủng long luôn. Về nhà là 6 rưỡi tối rồi. Thì em tranh thủ gọi là lên cho anh em sơ sơ qua một tí đoạn clip em nói một bé chim sạch, sạch tinh luôn đang ăn cám tổng hợp anh em nhé. Bộ siêu to khổng lồ luôn, phải nói là một bé chim mẫu bộ khủng long, hầu bò, yếm đậm, phao câu to, ché cực kỳ rát luôn, giọng đanh thép lắm anh em ạ. Hồi là em quay sơ qua một chút clip để cho anh em thẩm. Anh em nào mà kết em nó thì em cũng sẽ chia sẻ lại cho anh em cái giá lúa lon hợp tí thôi anh em nhé. Nói chung là bé chim này anh em và anh em chăm thêm nửa là chơi cà phê vô tư luôn anh em nhé. Mà giá thành rất chi là hợp lý, giá tốt nhất cho anh em. Nói chung là bây giờ tuyển được những mẫu chim mà bộ khủng, giọng cực kỳ đanh, mà chim tuyển của gốc núi đá Lạng Sơn mà lết cũng khá là hay đấy anh em nhé. Nó cũng có lết rồi anh em ạ, lết đi cầu cực kỳ đều luôn. Gọi là em quay sơ sơ qua một chút cho anh em thôi, vì chim là chim vừa đi xa về cũng không thể là quay được nhiều clip chim chim sạch tinh. Đấy, anh em có thể là thẩm gọi sơ qua cái bóng bộ anh em nhé. Anh em nào kết em nói thì cứ nhấc máy alo trực tiếp số thoại của em. Clip hôm nay thì em quay không được dài đâu, gọi là sơ qua cho anh em thẩm thôi, một bé chim sạch bóng bộ siêu đẹp anh em nhé.